mình sẽ ngày 7 hướng dẫn cho mình kề nha các bạn. Các bạn nhiều cũng có hết. Cái lương này là mình bao nhiêu ngày vậy? Lương ta là mới có mười mấy ngày nè. Mười mấy ngày đó ha. Ừ, mấy ngày. Mình sẽ ấy về cho bà coi nè. Mới một tuần nữa các bạn. Ơi, các bạn thấy không? Một tuần lễ nè các bạn. Ồ, rất là nhiều luôn. Như một thao như gì là cỡ mấy ổ trứng vậy? Này này cũng 3-4 ổ à. Có 3-4 ổ bao nhiêu đó hả? Ừ. Rồi các bạn ơi. Vét chuồng thôi chứ lúc mà mới vớt lên là nhiều lắm. Rồi khoảng bao lâu mình mới bán được? Này á, thì hồi vớt lên cho tới bán được là khoảng 2 tháng là mới có thu hoạch. À, các bạn nào có muốn nuôi lươn giống á thì cứ liên hệ với mình sẽ dẫn vô nhà của dì Bảy mình nghe các bạn. Còn lươn bên đây là bao lâu vậy? Này 2 tháng rồi nè. Lươn này là 2 tháng nữa ha. Lươn này bữa 16 bắt đầu đi giao rồi. Cái lươn này nữa hả? Ừ, đi giao. Các bạn ơi, quá trời đã luôn các bạn. Giao cho người ta. Một hồ vậy là phải bao nhiêu con bảy? Ba hồ này 3 ngàn mấy hả? Cái bò hồ này 3 ngàn mấy, cái bò hồ này 2 ngàn rưỡi nè các bạn. Bò này 2.220 con luôn nè các bạn. Đây, cái số lượng luôn rất là kinh khủng. Đó, các bạn thấy không? Các bạn ơi, bạn nào mà có muốn nuôi lươn thì cứ liên hệ với mình nha các bạn. Mình dẫn về tới vườn luôn. Quá trời luôn các bạn ơi, coi nè, coi nó lội nè các bạn. Quá ơi. Quá trời, còn bên đây là nó lớn hơn hay sao vậy? Cũng một size một à. À, cũng một cỡ một luôn ha. Cỡ một à. Ăn bữa 16 này bắt đem đi giao hết rồi. À. Quá ơi. Số lượng lươn kinh khủng luôn nè các bạn. Trùng là trùng chỉ đâu mà cái này là cái gì vậy? Trùng. Trùng hả? Trùng chỉ mình hả? Rồi để cho nó ăn đấy ha. Rồi để cho lươn lúc rồi mình bên này mình nuôi ha. Mua đó 120 ngàn ký đó. À, rồi mới mình để cho nó dị hoài luôn ha. Ừ. Lọc cho nó sạch cho mình bóc lên cho nó ăn. Mình đụng được không? À, được. À, ôi các bạn ơi. Ô, nè các bạn. Này là con trùng chỉ đó các bạn. Để cho lươn nó ăn nè. Lươn con ăn. Quá trời luôn rồi các bạn ơi. Rồi mình bắt xả oxy hoài vậy các bạn? Xả oxy hoài cho nó sống. À. Thì mình ăn cái mình lọc lại cho nó sạch ba cái bụi rồi tạo nó vớt ra hết. Rồi bạn. Là mình để vô thải vô cho lươn nó ăn. Ồ mẹ ơi, các bạn ơi quá trời, bên đây lươn nhỏ nữa các bạn. Mà lương này là bao lâu vậy? Lương này thì cũng tháng mấy rồi nè. Tháng mấy đó ha. À, mấy. Các bạn ơi. Cái bảy vô cái mình nuôi lươn này bao lâu rồi? Này năm ngoái vô năm ngoái. Vô nuôi mới 1 năm nữa các bạn. Ờ mới 1 năm rồi. Rồi chuẩn bị thả xuống nữa. Đó các bạn ơi quá trời luôn các bạn. Đó các bạn thấy không? Rất là nhiều luôn. Ôi ơi một mấy ơi các bạn ơi. Một thao là 1 ngàn mấy con đó các bạn. Ừ. Quá trời luôn rồi, đã quá các bạn ơi. Nè các bạn. Thấy mà mê luôn các bạn. Cái này là của nhà dì mình ở bên Kinh Lâm Niên nha các bạn. Nhà bên ngoại mình đó. Các bạn thấy cái mô hình nuôi lươn này, chỗ này là ôm để lươn giống nha các bạn. À, tối ngày là dì Bảy mình ở trong này không luôn. Chứ có được đâu mà. Đó, các bạn thấy không? Xây ngoài này luôn hả bạn? Xây luôn, dẹp này hết. À, dẹp cái này hết này luôn rồi mình xây thêm. Xây thêm cái hộp luôn. Còn cái chỗ này thì cũng dời ra luôn hết phải không? Dời hết ra luôn. Rồi xong rồi chỉ là cái khu này là để dành lương không?
Đây là lươn nè các bạn. Này là lươn, lươn này là để lươn đẻ đó không à bảy? Cái này là vườn bảy mình nghe các bạn. À, vườn bảy nhà nuôi lươn này nè. Còn đây là anh Tâm, là con vườn bảy mình. Các bạn nào mà có muốn mua lươn giống hay lươn thịt gì cứ liên hệ chứ chỗ vườn bảy mình nha. Đó, rất là bự luôn các bạn ơi. Đó, bạn đó kìa kìa kìa. Tính ký chứ không còn tính con nha. Như cái bồn này khoảng nhiêu ký? Này 280 ký. Cái bồn này không á hả? Cái bồn là 280 ký kìa các bạn. Trời ơi. Các bạn ơi. Quá luôn rồi các bạn. Ồ, dữ lắm luôn. Ý bồn cũng cạn hả bảy? Cạn đấy bạn. Nó xuống vừa ngập cái tay mình nè. Đó các bạn ơi kìa. Như mình thấy ổ thì giống mà bọt cá sặc là mình vớt á ha. Ừ, không, con phải dần trứng, cái trứng nó vàng à, thì mà vàng là mới vớt. Trứng vàng mới vớt được ha. Trứng trắng là chưa vớt. À. Trứng vàng mới vớt. Như nó đẻ nó có giữ trứng không ta bảy? Trời, con sọc tay nó tắt nó thập luôn. Ồ, hung dữ vậy đó hả? Ừ. Quá trời luôn các bạn ơi. Các bạn thấy cái mô hình nuôi lươn thấy nó rất là đẹp luôn các bạn. Ở tới đây mình kết thúc video nha các bạn. Chào các bạn, nếu các bạn yêu cái kênh của mình hoặc là muốn mua nuôi lươn thì liên hệ với mình nha các bạn. Mình sẽ dẫn vô tới nhà các bạn. Chào các bạn nha.